Nhận định Carabao Cup mùa giải 2024-2025, trận đấu giữa câu lạc bộ Birmingham và Fulham nghiêng hẳn về phía đội khách, sẽ không bất ngờ nếu thầy trò Marco Silva giành vé vào vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2024-2025. Fulham khởi đầu mùa giải năm nay bằng thất bại 0-1 trên sân của MU, đó là trận đấu mà họ phải nhận bàn thua ở phút 87. Sau thất bại tại Old Trafford, họ trở về sân nhà tiếp Tân binh Leicester ở lượt trận thứ hai. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để đội bóng thành London có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay, và thầy trò Marco Silva đã có được điều mình cần. Tân binh Imai Smith-Rowe mở tỷ số cho Fulham, nhưng World Office đã gỡ hòa cho đội khách. Tuy nhiên bàn thắng quyết định của Alex Igobe đã mang về chiến thắng với tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà. Đánh bại đội bóng của Steve Cooper, Fulham chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng đáng buồn tại Premier League, một chuỗi kết quả khiến họ không thể thoát khỏi vị trí giữa bảng xếp hạng mùa giải trước. Sau chiến thắng trước Leicester Fulham làm khách trên sân của Birmingham ở vòng 2 cúp Liên đoàn Anh. Nhận định Birmingham với Fulham nghiêng hẳn về phía đội khách sẽ không bất ngờ nếu thầy trò Marco Silva giành vé vào vòng 3 cúp Liên đoàn Anh. Thành tích tốt nhất của đội bóng thành London ở giải đấu này là vào đến vòng bán kết và thành tích này đến ở mùa giải năm ngoái. Fulham cũng chỉ để thua Liverpool với tỷ số 2-3 sau hai lượt trận qua đó nhường vé vào chơi trận chung kết cho lữ đoàn đỏ. Đội sau đó đánh bại Chelsea để lên ngôi vô địch. Bên kia chiến tuyến, Birmingham có hai lần vô địch cúp Liên đoàn Anh. Lần đầu tiên mà họ lên ngôi là ở mùa giải 1962-1963 trước Aston Villa và gần nhất là ở mùa giải 2012-2013 trước Arsenal. Đã 13 năm trôi qua kể từ pha va chạm giữa Lauren, Koscielny và Goy trong trận chung kết cấp Liên đoàn Anh 2011, nơi Obafemi Martins lao vào trước khi thực hiện màn ăn mừng nhà lộn đặc trưng của mình giúp Birmingham đánh bại Arsenal một cách ngoạn mục. Mặc dù có hai lần vô địch Cúp Liên đoàn Anh trong quá khứ, nhưng thành tích của Birmingham ở giải đấu này trong thời gian gần đây là khá thất vọng. Theo đó họ chưa vượt qua vòng 2 kể từ khi thua Aston Villa ở vòng 3 mùa giải 2015-2016. Tuy nhiên, với sự dẫn dắt của cựu huấn luyện viên Tottenham Hotspur, Rick Davis, đội chủ nhà đã chơi ấn tượng ở mùa giải năm nay, giành được 7 trong 99 tối đa trước Reading, Wycombe Wanderer và Leighton Orient ở League One. Birmingham cũng đã vượt qua đội bóng hạng 3 Charlton ở vòng đầu tiên của Cúp Liên đoàn Anh, nhưng cũng không tránh khỏi một vài nỗi sợ hãi lớn khi chứng kiến Ryan Olsop cản phá được quả phạt đền của Thierry Campbell. Họ cũng phải chơi với 10 người trong những phút cuối khi Dion Sanderson nhận thẻ đỏ vào phút cuối. Tuy nhiên, 10 người đàn ông của Davis đã nỗ lực hết mình tại The Valley để giành được xuất vào vòng 2 gặp Fulham, đội mà họ chưa từng đối đầu kể từ trận thua với tỷ số 6-2 tại vào tháng 1 năm 2022. Đó đã là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Fulham trước Birmingham. Về mặt lực lượng, Fulham giành chiến thắng trước Leicester mà không mất cầu thủ nào vì chấn thương. Tân binh Sander Beger không được ra mắt sau khi đến từ Burnley, cũng như Joachim Anderson. Marco Silva xác nhận rằng cả hai đều chưa sẵn sàng cho trận đấu tại Premier League, nghĩa là khả năng ra sân trước Birmingham cũng là không cao. Thủ môn Burnley có thể được nghỉ ngơi, nhường chỗ cho Steven Benda, nhưng Jay Stansfield, người đã ghi 12 bàn thắng cho Birmingham mùa trước theo dạng cho mượn khó có thể cạnh tranh vị trí đá chính với Raul Jimenez. Sau thành công của Stansfield ở mùa giải trước, Birmingham đã ký hợp đồng cho mượn với một cầu thủ khác của Fulham là tiền vệ Luke Harris, mặc dù cầu thủ 19 tuổi này không đủ điều kiện tham gia trận đấu. Sanderson hiện đã chấp hành xong án treo giò, nhưng trung vệ này phải ngồi ngoài trong vài tuần vì chấn thương. Với việc Sanderson không thể thi đấu, Christoph Lerer và Kristen Bilic sẽ đá cặp trung vệ, trong khi Lucas Rutkiewicz có thể trở lại dẫn dắt hàng công. Hai đội sẽ có những sự thay đổi về đội hình ở trận đấu tại Cúp Liên đoàn Anh. Xét về chiều sâu, Fulham chắc chắn được đánh giá cao hơn, đội khách cũng đang có mạch 5 chiến thắng liên tiếp trước đối thủ, những kết quả tốt trong quá khứ sẽ giúp Fulham tự tin vào khả năng giành chiến thắng. Ít hơn 3 bàn, bị đánh giá thấp hơn, Birmingham có lẽ sẽ chơi phòng ngự phản công, trong thế trận mà không tung ra đội hình mạnh nhất, không dễ để Fulham có thể ghi nhiều bàn thắng vào lưới đối phương, trận đấu này có thể sẽ không có nhiều hơn 2 bàn. Birmingham City từng là một trong những đội bóng thi đấu vô cùng khó chịu ở giải bóng đá ngoại hạng Anh. Tuy vậy đó đã là những gì diễn ra trong quá khứ và hiện tại đội bóng này đang ngụp lặn tại giải hạng 3 của nước Anh. Ở vòng đấu đầu tiên của Cúp Liên đoàn Anh năm nay, Birmingham City đã có chiến thắng bất ngờ trước Charlton ngay trên sân của đối thủ và bước tiếp vào vòng đấu thứ hai. Tuy vậy, có lẽ cuộc hành trình tại Cúp Liên đoàn Anh của thầy trò Chris Davis sẽ phải dừng lại ngay tại vòng đấu này khi đối thủ của họ là Fulham. Fulham đã có một mùa hè tương đối thành công trên thị trường chuyển nhượng bằng việc đem về những tân binh chất lượng như Smith Rowe hay bản hợp đồng mới nhất BG từ Burnley. Điều này đã cho thấy tham vọng lớn của thầy trò huấn luyện viên Marco Silva cho mùa giải năm nay. Sau khi khởi đầu không tốt ở ngoại hạng Anh với thất bại trước Manchester United, Fulham đã nhanh chóng tìm lại niềm vui chiến thắng trước Leicester ở vòng đấu vừa qua. Việc áp lực tâm lý đã được cởi bỏ, Fulham sẽ tiếp tục có thêm một chiến thắng ở trận đấu này trước Birmingham City qua đó thể hiện tham vọng của mình ở Cúp Liên đoàn Anh mùa giải năm nay. Trang bóng đá hàng đầu thế giới Sport Mole đã đưa ra những phân tích về xác suất chiến thắng của cả hai đội bóng. Trận đấu tới Câu lạc bộ Birmingham City sở hữu 34,63% đánh bại Fulham, hai đội có kết quả hòa sau 90 phút thi đấu là 24,49%, khả năng để Fulham có chiến thắng là 40,86%. Với các tỷ số có khả năng xảy ra, câu lạc bộ Birmingham City thắng lợi 2-1 đạt 7,98%, hai đội hòa nhau với tỷ số đạt 1-1 đạt 11,38%, Fulham sở hữu 8,78% khả năng đánh bại Birmingham City 2-1.